Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Ok anh em ơi, chào mình đang quay trở lại tiếp tục với The Game Đảo Tờ Báo. Ok, thì hôm nay mình làm video này thì mình sẽ chia sẻ lại lý do tại sao mà mình đặt Mihao. Đây, lý do tại sao mình sử dụng Mihao, cho anh em hỏi là Mihao đã fit lại cái gì? À không, chủ yếu là mình sử dụng con Mihao để mình khóa chiêu với đem địch thôi anh em. Chủ yếu là mình sử dụng để khóa chiêu với đem địch thôi. Thì cái đam chính thì vẫn là con Katakuri với lại con Senji. Đây, hai con này vẫn là đam chính với con ai anh em. Đây, cho nên là hiện tại bây giờ thì có con bạn lên đó là gà vải nồi chơi Mihao thì còn chơi Kata, Meta bây giờ là Inel à, nói như thánh vậy mà. Bây giờ bạn cầm con Mi, bạn chỉ cần cầm một con Inel coi bạn quýnh lại cái tem mà nó có cái con ai với lại Senji với lại Katakuri với con trắng hay không đó. Bạn cầm một mình con Inel coi bạn quýnh lại thử có win nổi hay không. Đây, hiện tại bây giờ mình là top 2 đấu trường luôn đó. Mình sử dụng cái tem này cùi thôi các bạn, cho nên là bạn tùy theo mỗi người nhận xét, tùy theo mỗi người một cái nhận xét anh em ạ. Đó, cho nên là mình cũng không có thích giải thích nhiều làm gì. Ok, tùy theo mỗi người có một cái sở thích riêng. Có bạn mail kêu mình là nên chia ra tách đều cho các con. Tại mình cũng thấy là tóc này mình dồn hay quá, tại chủ yếu là bây giờ mình hơi yếu anh em, cho nên là mình muốn là tóc chiến tóc thắng, cho nên là mình dồn những cái vũ khí nó hơi quá ha. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng mình sẽ chia đều qua các món. Đó. Chia đều với các món một xíu để lấy thêm mấy cái dòng kích hoạt này kia, nhưng mà chắc là sẽ đập ít thôi nè. Chủ yếu là mình sẽ lấy cái phòng thủ với máu là chính. Đây, như mấy cái này thì mình cũng hơi đều một xíu nè. Có cái này nó hơi thọt á, hiện tại giờ cũng hết đá rồi, chắc là đợi cái sự kiện tiếp theo mình sẽ dồn, mình sẽ up sau cho mấy cái này lên. Hiện tại giờ con Senji với lại con Katakuri thì nó cũng đã full sau mấy cái vũ khí rồi. Đây, mình chủ yếu là mình muốn là tốc chiến tốc thắng anh em. Đây, quýnh hạ gục càng nhanh càng tốt, chứ để thời gian càng lâu thì mình sẽ thua được một cái chắc rồi. Thua là cái chắc anh em. Mỗi người có một cái cách vui khác nhau. Vì vậy mà nếu mà có nào không phải thì anh em cứ nhận xét nhẹ nhàng thôi, đừng có căng thẳng như các bạn này. Lại là bạn đó comment nhiều cái mà, nhưng mà chắc là do comment nó bị gọi là bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay sao nó không hiện thị lên, để mình xem trong thông báo có một số cái nhận xét khá là khó nghe. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái game đi. Đó, thì lý do mình tại sao mình sử dụng con Mihao ở trong cái tem của mình, thì có một số bạn nói là sử dụng Mihao để khóa chiêu anh em, khóa chiêu của cái con gâu trắng đi, đừng cho nó bật cái kỹ năng thần thánh với lại con mấy cái con tướng kia luôn. Mỗi lần con Mihao mà nó tung đòn ra ở một cái hàng thẳng á, thì nó sẽ khi mà cái kiếm nó đi ngang á, thì nó sẽ có cái tỷ lệ là khóa chiêu bên địch lại khá là ok. Mình cũng xem thử ấy, nó cũng khá là êm anh em. Bây giờ mình sẽ kiếm thử một cái bạn nào đó được chiến cao cao một xíu để mình vô mình test thử ấy. Bạn này 100 mấy hả, để mình kiếm cao hơn xíu đi, thì chủ yếu là mình vô mình test thử đây. Đây, 396 tỷ lực chiến nè, 396 tỷ lực chiến cũng có sử dụng Mihao nè. Inel hiện tại bây giờ thì tại vì con Inel của mình nó chưa có đủ đồ để mà mình đập anh em, hiện tại bây giờ nó chỉ có 16 sao thôi, chứ ai mà không muốn sử dụng Inel. Nếu mà mình đã có Inel thì mình đã sử dụng rồi, chẳng có lý do gì mà mình để mình sử dụng con Mihao cả. Đây, tại vì con Inel của mình chưa có đủ đồ để mình đập lên thôi, chứ mình lại rất là muốn để sử dụng con Inel đó. Đó, hiện tại bây giờ mình chỉ có 6 sao thì chưa đủ thức tỉnh đó. Còn khá là thiếu khá là nhiều mảnh để mà có thể thức tỉnh được con Inel. Vì vậy mà mình chưa có sử dụng Inel thôi. Đó, thì anh em nào mà có Inel thì tất nhiên là người ta sẽ sử dụng Inel thôi. Rồi, ok. Thôi bây giờ mình sẽ vô mình test thử nè. Ok, bạn này 396 tỷ lực chiến. Ồ, khá là nhiều ha. Để mình xem thử cái đội hình của mình thôi. Đây, tạm thời thì vẫn sử dụng như vậy thôi nha. Mỗi người có một cái cách để mà bui riêng, thì anh em cũng có thể là đâu cần phải nhất thiết phải bui theo mình đâu. Đây, thì mình
xem phải cái đường nào mà nó có lợi cho tem thì mình vui thôi nha. Đó. Ồ, bên kia cũng trâu bò dữ nha. Mihao bên kia nó trâu bò dữ ta. Mihao bên kia nó còn nhóc máu nè. Ok, Mihao bên mình nó vừa mới khóa chiêu bên kia lại được. Chết đây, không biết là có khả năng win hay không ở đây. Đó, ok. Rồi, xong pin. Đấy. Đó, Ineo, Ineo Meta các bạn đó bạn, Ineo Meta. Ok, đó, vừa mới đập xong con Meta của một bạn vừa mới nhận xét. Bạn đó bình luận nhiều cái khá là khó nghe nè. Đó, tại vì không biết làm sao vi phạm sao đó mà hắn không hiển thị hay là bạn nó đã xóa rồi thì mình không biết. Rồi, ok, để mình cho anh em xem thử. Đây, ai của mình 75 triệu RAM. 75 triệu đam. Đây. Con Sanji thì chỉ có 38 triệu đam thôi nè. Con gấu trắng nè, Katakuri thì đam thì anh em biết Katakuri của nó đam nó hơi bị yếu rồi. Đó, đam nó hơi ảo. Chủ yếu là nó có cái kỹ năng là trọt thẳng vô trong máu của kẻ địch nè, trọt thẳng vào HP của kẻ địch luôn. Đó. Anh kia thức tỉnh gấu trắng nè, con ai mình không biết thức tỉnh chưa tại không có sử dụng cái ngoại trang thì mình không biết. Đây, Ineo Meta nè, Ineo Meta hiện tại bây giờ ra. Ok. Thì sắp tới mình đủ nguyên liệu mình cũng sẽ đập con email lên em. Mình sẽ đập con email lên rồi mình sẽ thay một cái con nào đó ra. Thì bạn nói là bây giờ không có ai mà sử dụng đã chơi Mihao còn chơi Kata. Đây, thay Mihao vô vị trí của Kata nè. Đó, anh em xem thử so sánh dễ thử. Thì mình cũng, này là mình làm thực tế cho anh em xem luôn. Chứ mình không có nói deal nó bóc phét nè. Ok, đó, anh em có thể so sánh thử. Bạn này hơn mình khá là nhiều được chiến. Đó, hơn mình khá là nhiều. Anh em có thể so sánh thử cho mình một cái nhận xét công bằng nha. Ok, đây. Rồi, lại văng rồi nữa. Ok, thì trong lúc này mình sẽ vô, mình sẽ tặng thẻ cho anh em này kia cái. Để anh em đợi, nãy giờ đợi hơi bị lâu. Đây, để mình đợi xíu nha anh em. Mình sẽ tặng thẻ cho anh em, mấy anh em ở trong vòng quay. Thì anh em nào mà quay chúng đó, thì anh em cứ inbox trực tiếp cho mình để mà đòi thẻ cho anh em. Đó, anh em comment xong rồi anh em cho mình biết là anh em chọn loại thẻ nào, anh em đợi mình chép thử đúng cái tài khoản YouTube không, đúng tài khoản YouTube mình sẽ gửi thẻ cho anh em đi ngay và luôn đó, không có thể anh em đợi lâu nữa. Thì tới 25 bạn chúng anh em, cho nên là nhiều khi là có một số anh bạn inbox này kia nhờ mình là xem ad này kia, review ad này kia đó, cho nên là nhiều khi cái tin nhắn nó bị choi anh em, nhiều khi cái tin nhắn nó bị choi rồi, cho nên là anh em thông cảm nha, cho nên là nhiều khi mình không có trả lời liền được, anh em thông cảm giúp mình. Thì mình sẽ thế nào cũng nhận được thôi anh em. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tặng cho mấy các bạn này xong. Thì còn sót lại anh em nào mà chưa nhận thì cứ inbox cho mình. Ngày nào cũng được, 2-3 bữa, 3-4 bữa nó cũng được. Không có nhất thiết là hôm nào phải hôm nay. Thì anh em cứ liên hệ với mình sẽ tiến hành, mình sẽ tặng thẻ cho anh em thôi. Đây, mình mua, mình mặc dù là hiện tại bây giờ chưa có điều kiện nhiều tặng thẻ nhiều cho nên là chỉ tặng được bao nhiêu thôi anh em, chứ thực ra là mình cũng muốn tặng cho hết toàn bộ tất cả anh em bình luận với mình trong tuần. Đây, thực sự là mình rất là quý anh em đó, rất là yêu mến anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm theo dõi kênh của mình. Thì để đáp lại tình cảm của anh em thì mình sẽ cố gắng tạo thêm nhiều event mini game này kia hấp dẫn hơn, hay hơn cho anh em cùng tham gia này kia, cho nó xôm xôm lên, vui nhộn này kia. Kênh mình chủ yếu là vui nhộn là chính anh em. Anh em nào nếu có đóng góp gì đó thì cứ đóng góp thẳng thắn, nhưng mà với cái một cái tiêu chí là vui vẻ anh em, đừng có căng thẳng quá, đừng có dùng những lời lẽ nặng nề quá. Anh em chúng ta vui vẻ là chính đó mà. Rồi, ok. Nghiệp Nguyễn à. Đây, thì anh em cứ inbox cho mình. Rồi, ok, xong. Đó là chính là cái lý do tại sao mà mình sử dụng con Mihao. Con Mihao của mình nếu mà nó tung ra được cái chiêu á, tung chiêu ra được là coi như là ok ngon lành. Đó, nó khóa cái kỹ năng bên kia địch là bên mình sẽ bắt đầu dồn liền anh em, bên mình sẽ bắt đầu dồn lên liền. Khá là êm. Hiện tại bây giờ mình cũng không chơi Navigot anh em ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ show hết cho anh em xem cái trang bị của mình luôn. Con Kata của mình á thì mình đúc full 4 món. Đó. Xác suất né nè, hồi công nè, bị công giảm sĩ khí với lại tốc độ công nha anh em. Còn cái trái ác, lộn cái hình xăm thì mình sử dụng hình xăm Hawkin. Trái ác quỷ thì mình sử dụng hình xăm, lộn trái ác quỷ Gomu. Hình xăm thì mình đúc là cái công vật lý và thủ vật lý. Đó. Còn cái thằng binh thì anh em cũng biết là biết rồi. Đó, thì sắp tới mình sẽ cố gắng, mình sẽ đúc thêm cho con A lên. Mình sẽ lấy cái dòng mà tăng sát thương khi công của cái con A.
Ok, mình sẽ cố gắng mình sẽ up cái dòng lên cho nó vip vip lên xíu nữa, để cho nó tốc chiến nè, tốc thắng luôn. Đây, càng thời gian càng lâu thì em sẽ càng bất lợi, mình sẽ càng phải cần phải có cái thời gian kết thúc càng nhanh càng tốt. Đây, mình lấy cái dòng sát thương bạo kích cho đem cho con A. Đó, 4 món là sát thương bạo kích, xác suất né, tốc độ công và hồi công. Đây, mình cố gắng mình rút ra được cái dòng cấp bạo kích này nè. Đây, đó, cố gắng thêm một cái dòng cấp bạo kích là dòng này không cần phải rút. Đó, mình chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Sắp tới mình cũng định là mình sẽ bui lại thử, mình sẽ up full cái dòng cấp bạo kích này một cái món nào đó xem sao. Một cái bộ nào đó nè, để mình xem thử cái sát thương bạo kích với cấp bạo kích này nó có tác dụng nhiều hay không, thì sắp tới mình sẽ bui thử nha anh em. Mình vẫn sử dụng cái hình xăm hào kinh nè. Đây, mất máu càng nhiều thì mất máu mất 20% máu sẽ tăng thêm 180% sát thương. Đây, mình lấy cái dòng này, mình lấy cái này để mà cho nó bắn cho nó đau xíu nè, trội bấy nhầy bên kia luôn. Thì cái trái quỷ vẫn là cái trái quỷ Gomu. Đây. Đó, ok. Thì bốn dòng mình cũng rút như nhau nè. Đây, bốn dòng mình cũng rút vẫn như vậy. Mà hiện tại giờ mình chỉ kiếm được có hai món nhân bị là sử dụng được cái dòng cấp bạo kích này thôi, còn hai món kia thì nó không ra được rồi, cho nên là không có xài được. Rồi, ok, tiếp theo sẽ là con Sanji. Sanji thì mình vẫn đặt cho cái vũ khí nó, bây giờ mình chỉ cần tốc chiến nè. Đó, còn Sanji này vẫn là xác suất né nè, hồi công nè, bị công giảm sĩ khí với lại tốc độ công anh em. Đây, mấy con nào mà chạy ở phía trước thì mình sẽ lấy cái dòng bị công giảm sĩ khí để cho nó trừ nộ bên kia đi, bên kia nó quýnh mình thì nó sẽ bị trừ sĩ khí bên kia đi. Đó, còn cái hình xăm thì anh em cũng biết rồi, kiếm sĩ nè, công vật lý và cái HP, mình lấy thêm cái dòng máu ở bên dưới cho nó trâu vào một xíu anh em. Rồi, trái quỷ vẫn là Gomu. Mihao thì mình sử dụng là cái bộ trang bị Yogo để mình lấy cho nó hồi công nhanh nhanh xíu, hồi sĩ khí nhanh nhanh xíu để mà cho nó gạt gạt cái đoạn cuối. Đó, gạt cái chiêu cuối nhanh nhanh chút anh em. Thì anh em cũng được biết là cái con Mihao này cái đòn này nè, đó, gây sát thương, nếu kỹ năng đi qua thì sẽ hồi sĩ khí. Đó, sát thương càng cao thì sẽ hồi sĩ khí càng nhanh. Thì đó, kiếm thánh còn bên đây nè, đẩy lùi kẻ địch nè. Đó, có là khả năng đẩy lùi kẻ địch. Và đặc biệt ở cái kỹ năng nộ của cái con Mihao là anh em cũng đã biết rồi. Đó, mình chỉ cần sử dụng một cái kỹ năng này thôi, mọi biết cái kỹ năng đẩy lùi là chính thôi. Đó, đẩy lùi với lại cái kỹ năng chịu hồi 7 thanh kiếm khi câm lặng cho toàn bộ kẻ địch trên cái đường bay trong 3 giây. Đó, chỉ cần 3 giây thôi là có thể là lật ngược lại tình thế anh em. Đây, chỉ cần 3 giây thôi là team bên mình nó sẽ dồn về bên kia hết này. Mình vẫn sử dụng cái hình xăm là hồi sĩ khí, và cái giá quỷ mình sử dụng là giá Akainu nha anh em. Thì dòng đúc thì mình tốc độ công nè, hồi công là tốc độ di chuyển tướng với lại là bị công giảm sĩ khí. Mình không có lấy cái dòng né luôn, mình không có lấy cái dòng né đi. Đây, mình lấy cái dòng là tốc độ di chuyển tướng để cho cái lính mấy con lính bên mình á nó dồn nhanh nhanh xíu nè. Con gâu trắng thì anh em cũng biết rồi, hiện tại bây giờ thì nó chủ yếu là vô tăng cơ chính nè, tăng cơ với lại chịu chơi cái đòn cuối hả chính. Đây, hiện tại bây giờ nó lên được 193 triệu HP rồi, khá là châu bò. Thì mình vô mình úp vô cái HP cho nó. Đó, mình vô mình úp vô cái dòng HP cho nó nè, thì mình vẫn lấy dòng tốc độ công, hồi công, xác suất né và bị công giảm sĩ khí thôi anh em. Thì con gâu trắng thì như vậy thôi. Đây, cũng y như mấy con kia thôi. Đó, mình không có lấy dòng bạo kích nha, còn chỉ có riêng con A là mình sử dụng cái dòng bạo kích. Đó, đấy, mình thấy nó trội khá là đau cho nên là mình quyết định là mình sẽ lấy thêm cái dòng sát thương bạo kích nữa, và mình cố gắng mình kiếm thêm cái dòng cấp bạo kích nữa nè. Đây, mình trang bị cho nó thêm một cái dòng cấp bạo kích nữa. Đó, có lý do tại sao mình dùng cái vũ khí nhiều là tại vì mình muốn nó ra đam nhiều hơn em, ra đam nhiều hơn và chọi cho nó đau hơn. Đó là cái lý do tại sao mà mình đúc như vậy. Đây, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết với anh em luôn. Thì game mà, đây, nhiều khi mình cũng chưa có gành nhiều cho lắm, thì mình tại vì nào giờ mình cũng chơi khá là nhiều game anh em, thì đây là cái gọi là cái kinh nghiệm từ mấy cái tựa game thôi. Mình thấy cái nào nó hợp lý thì mình rút thôi, chứ mình cũng không biết là nó có áp dụng được ở trên cái con game này hay không, mà mình cũng cố gắng mình test thử. Tại giờ mình test thử khá là nhiều anh em, cũng rất là rảnh, mình thôi mình chịu khó này kia, mình nghiên cứu mày mò này kia, thì có cái nào mà ok, cái nào ngon thì mình chia sẻ với anh em thôi. Hiện tại bây giờ thì mình vẫn còn ở top 2, chưa có ai quýnh được mình. Đây, còn các bạn Nomaster này khỏi nói rồi, 3.3626 tỷ lượt kiếm thì ai mà quýnh nổi nè, hơn mình hơn 100 lần, lộn, hơn mình 10 lần, mười mấy lần nhé, đúng rồi, hơn mình mười mấy lần luôn. Rồi, ok,
Thì anh em nếu mà có ý kiến đóng góp hay là cái gì đó, anh em cứ để lại bình luận bên dưới nha. Thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ tiến hành, mình sẽ check inbox tiếp xem các bạn nào inbox để mà lấy thẻ không. Có một số bạn inbox này, Gia Kim này. Ok, xíu nữa mình sẽ vô mình check inbox rồi mình sẽ tặng thẻ tiếp anh em. Ok, thì bạn menu ngu đần nè, đây ngu si đần nè, thì nếu mà có ý tưởng nào hay thì cứ mạnh dạn đóng góp, nhưng mà với một cái dùng từ ngữ này kia cho nó vui vui xíu nè, đâu mà cần phải căng thẳng như vậy đâu, nên mình vui vẻ là chính mà. Đây thì mình cũng chia sẻ những gì mình biết cho anh em thôi, còn nếu mà anh em có gì á biết hoặc là biết nhiều hơn mình thì cũng có để là chia sẻ với mình, đóng góp với mình để mà mình hoàn thiện hơn và cho ra những video hay hơn để up lên và gửi đến những anh em khác thử tham khảo và bui thử xem sao. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video ở đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực nhiều video hay hơn cho anh em xem nha. Và đừng quên thứ hai sáng ngày mai là vào lúc 9 giờ mình sẽ bắt đầu cái mini game dự đoán xổ số nha anh em. Đó, dự đoán xổ số là cái phần thưởng là thẻ game 50k, thẻ 50k tùy anh em chọn, muốn thẻ game hay thẻ điện thoại đó thì anh em, thẻ phân cạc, thẻ gay, thẻ vcon, thẻ gagina, thẻ gì cũng được, bất kỳ thẻ gì miễn là 50k là được. Rồi ok, anh em nào trúng với điều kiện anh em nào dự đoán chính xác nha. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video đi thôi, cảm ơn anh em rất nhiều, nằm về đây, bye bye anh em nha.